Thì đây là chiếc iPhone mua lại của khách Khách ngày trước không phải mua bên mình mà mang qua bên mình lên đời thôi Căn cước công dân của khách đầy đủ hết nha Cây máy này là iPhone 13 Pro màu trắng 256GB nha Seri máy đây, các bạn thể nhìn này Chuẩn seri máy nha Y e mây máy cũng chuẩn luôn nha Cây máy này giá bán lẻ đang là 13 ,8 triệu 8 Thì còn mình sẽ thu lại đúng bằng giá 13 ,8 triệu 8 Và khi test ấy, thì cây máy này nó bị đốm cam X3 Thì ở đây mình có chụp lại cái ảnh Đốm cam đó là cái hạt bụi nó chui vào giữa camera ấy Nó bị đốm cam và đốm cam thì mình sẽ trừ 500 000 nha. Đây mình trừ 500 000 này, đốm cam trừ 500 000 Và tiếp theo nữa là pin cây máy này nó còn 83% đây cho mọi người xem nhá. Pin nó còn 83% và bọn mình trừ 500 000 tiền thay pin nhá. Tại vì khách tới mua là bọn mình sẽ phải thay pin cho khách. Đó, trừ 500 000 thay pin. Có nghĩa là trừ 1 triệu. Hình thức máy thì đẹp keng, không có điểm nào để chê cả. Máy không có một vết xước sát nào cả. Ốc của nó cũng không có vết xước. Cây máy này khả năng nó là hàng zin nguyên bản chưa được mở nhá. Cây máy này khả năng nó là hàng zin nguyên bản chưa được mở. Và riêng với cái dòng iPhone 13 Pro này bọn mình đã test chức năng khoảng tầm 3 ngày rồi nha. Và bây giờ đến cái công đoạn cuối cùng đấy là đánh giá chất lượng của sản phẩm xem nó có vẻ là hàng zin nguyên bản hay không thì bắt buộc phải mở cái máy. Và bây giờ mình sẽ mở cái máy này ra để xem bên trong nó như thế nào nha. Đoạn này thì mình sẽ tua cho nó nhanh đi một chút nha. Thì đây là cái máy sau khi đã được mở nhá. Đầu tiên nhìn màn hình cho mình. Màn hình thì nó có cái phần gioăng bảo vệ phay đi, này. nó được ép nhiệt vào phần màn hình đều đặn nha. Rồi sau đó để ý đến cái phần quỳ tím Quỳ tím cái máy này trắng phau nha Không đỏ nha Máy này đấy là cái siêu màn hình chưa hề bị rách nhá, Siêu vẫn còn nguyên vẹn chưa bị rách Để ý thêm ở cái dòng 13 này cho mình ở trên cái phần cổ cáp màn nhá, Đây nó phẳng lì này Không hề có hiện tượng bị xước trên cổ cáp Doang áp này ở đây là doang áp zin nhá, Bo cực đều cực khít luôn nha Pin Siêu pin zin này Ốc Tất cả các cái con ốc ở trên camera Ở trên lồng Chưa hề có hiện tượng bị cậy mở tổng kết lại con máy này đấy nó là hàng zin nguyên bản đây cho mọi người xem lại cái số seri máy nha đây phần giới thiệu đây seri máy chuẩn seri nha máy này nó là hàng zin nguyên bản nhá và app này là app zin và mình là người đầu tiên mở thế nên là cái cây máy này mình sẽ nhập lại bằng giá là 13 triệu tám trừ đi 500 trăm nghìn tiền đốm cam trừ đi 500 trăm nghìn tiền pin Thế có nghĩa là cái cây máy này mình sẽ nhập lại giá là 12 triệu 8 và cái giá bán ra của bên mình cũng sẽ là 12 triệu 8 nha và cái cây máy này khi bọn mình bán ra cho khách hàng là bọn mình sẽ bảo hành cho khách hàng một tháng lỗi trả lại đủ 12 triệu 8 nhé còn cái phí lên đời hay phí bán lại đấy là cái tiền bên mình được hưởng để bảo hành cho cái sản phẩm này và kể từ nay tất cả mọi sản phẩm khách lên đời hay bán lại thì đều có phiếu ghi rõ ràng và đầy đủ thông tin với anh táo thì bán giá nào tôi vào ra đấy thế nhá